Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 234 của phòng khám Thành trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hẹp bao quy đầu là một trong những bất thường về đường sinh dục hay gặp ở các bé trai. 80% các trường hợp hẹp bao quy đầu có thể tự khỏi khi lớn lên và không cần xử trí trước 6 tuổi. Ở tuổi lớn hơn, nếu bao quy đầu vẫn còn hẹp, tức là hẹp thật sự hay là hẹp bệnh lý thì cần phải xử trí nếu không được phẫu thuật điều trị sớm bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của trẻ như bị viêm nhiễm ung thư dương vật vậy hẹp bao quy đầu là bệnh gì mời quý vị cùng nghe bác sĩ nguyễn duy hải nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang sẽ trình bày về căn bệnh hẹp bao quy đầu và phương pháp điều trị căn bệnh này mời quý vị cùng theo dõi dạ xin chào bác sĩ ạ à. xin chào Ngọc Quyên xin chào tất cả quý vị khán thính giả dạ cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À. dạ thưa bác sĩ căn bệnh hẹp bao quy đầu ở các bé trai là một căn bệnh gì ạ à, thưa Ngọc Quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả đối với các bé trai đó thì cái dương vật của bé trai đó lấy ví dụ đây là cái dương vật của bé trai đi dạ. thì ở bên ngoài nó có một cái lớp da dạ. cái lớp da nó sẽ bao phủ toàn bộ cái dương vật và nó lú ra tới ngoài đầu này luôn. Được. Nếu mà bình thường đó thì chúng ta có thể tuột cái cái da này xuống khỏi cái quy đầu luôn. Đây quý vị thấy không? Đấy. lấy ví dụ đây là cái đây là cái da quy đầu nha quý vị nha. thì khi mà mình tuột xuống đó nếu bình thường thì mình tuột xuống được như thế này. đó mình tuột xuống nó lú hẳn cái cái, cái quy đầu ra rất là dễ dàng nha quý vị nha. và mình tuột lên cũng dễ dàng. thì đây là bình thường. Được. còn nếu trường hợp mình không tuột xuống được đó, cái da quy đầu này nó quá hẹp, những cái lỗ cái này nó, nó hẹp nó hẹp mà khi mà mình tuột xuống này không có thể được thì đó gọi là hẹp bao quy đầu thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả mình cũng cần phân biệt giữa hẹp bao quy đầu và dư da quy đầu lấy ví dụ như là cái da quy đầu này nó phủ toàn bộ cái quy đầu luôn nhưng mà mình vẫn tuột xuống được như thế này Đấy, vẫn tuột xuống được như thế này thì đây không phải là hẹp bao quy đầu mà đây chỉ là dư da quy đầu thôi còn nếu mà hẹp đó thì mình không có thể tuột xuống được thì mới gọi là hẹp đối với những cái trường hợp dư da quy đầu này thì chúng ta không cần phải xử lý gì thưa ngọc khuyên mình chỉ có vệ sinh cho bé hàng ngày khi mà mình tắm rửa cho bé thì mình tuột xuống mình tuột cái da quy đầu này xuống như thế này và mình vệ sinh cái quy đầu của cho bé thì hoàn toàn bình thường chứ đây không phải là hẹp bao quy đầu mình cần phân biệt giữa dư da quy đầu đây nó dư ra như thế này và hẹp hẹp có nghĩa là mình không thể nào tuột xuống được thì gọi là hẹp. Còn dư thì mình vẫn có thể tuột xuống được Thưa Ngọc Quyên. Yeah. Đa số trẻ nam mà mới sinh ra đó thì nó có đều có hẹp bao quy đầu. À, đây là một cái hiện tượng sinh lý bình thường thôi. À, cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện dần theo cái độ tuổi. Khi mà mỗi một ngày trẻ nó lớn lên thì cái hiện tượng mà hẹp bao quy đầu nó sẽ giảm theo bởi vì cái dương vật thì nó càng ngày nó lớn lên thì yeah. cái da quy đầu nó sẽ tuột xuống được. À, khi mà trẻ trên 2 năm thì cái hiện tượng hẹp bao quy đầu này nó giảm xuống chỉ còn khoảng 10% thôi Và khi mà trẻ lớn hẳn lên cho đến tuổi trưởng thành Thì chỉ còn lại khoảng 1 đến 2% là có hẹp bao quy đầu thật sự Đối với những cái trường hợp hẹp bao quy đầu thật sự này Mà nếu mà trẻ trên 6 tuổi mà nó vẫn còn hẹp chúng ta không có thể nong để tuột nó xuống được Thì lúc đó chúng ta mới cần phải điều trị còn lại hầu hết thì những cái trường hợp hẹp sinh lý đó thì nó sẽ nong ra được và nó sẽ tuột khỏi quy đầu. Thì đó không phải là hẹp bệnh lý mà đó là hẹp sinh lý thưa quý vị. Dạ xin bác sĩ cho biết là có mấy kiểu hẹp bao quy đầu ạ? À? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. người ta sẽ dựa vào cái mức độ co hồi của cái da quy đầu thì người ta chia thành năm cái loại sau đây hay nói đúng hơn là năm cái mức độ hẹp khác nhau dạ. ta dựa vào cái mức độ dư của cái da quy đầu đó Uh, thì ở đây lấy ví dụ như đây là một cái da quy đầu của một uh, bé trai thì người ta chia ra thành năm kiểu hay là năm cái mức độ khác nhau cái mức độ thứ nhất đó thì khi mà da quy đầu nó hẹp toàn bộ tức là mình không có thể nào tuột xuống được đó mình không thể nào tuột xuống được thì đây là kiểu một hay là mức độ 1 tức là cái mức độ nặng nhất ngọc Quyên yeah. cái kiểu thứ hai hay là cái mức độ thứ hai đó là chúng ta có thể lộ cái da quy đầu xuống được nhưng mà nó chỉ có lú ra được một chút xíu cái miệng sáo này thôi quý vị nhìn thấy cái màu xanh xanh lấy ví dụ như đây là cái quy đầu thì thì khi mà kéo cái da quy đầu xuống nó chỉ lộ ra được một chút xíu cái phần quy đầu thôi đó là cái mức độ thứ hai hay là cái kiểu thứ hai còn cái kiểu 3 hay là mức độ thứ ba đó thì khi mà chúng ta kéo cái da quy đầu xuống thì nó có thể lú ra được một phân nửa cái quy đầu đấy quý vị thấy không nó giả sử như nó lú ra được như đây thôi đấy thì đây là cái mức độ thứ ba hay là cái kiểu ba cái kiểu thứ tư là chúng ta kéo xuống cái da quy đầu như thế này mà khi mà mình kéo xuống thì nó có thể lú ra gần hết cái quy đầu lấy ví dụ như thế này gần hết cái quy đầu thì đây là cái kiểu thứ tư hay là cái mức độ thứ tư còn cái kiểu thứ năm đó là khi mà chúng ta tuột cái da quy đầu xuống đó thì nó hoàn toàn nó bộc lộ hết cái quy đầu ra như thế này và khi mà chúng ta kéo lên nó cũng rất là dễ dàng thì đây là cái kiểu thứ năm hay là cái mức độ thứ năm người ta dựa vào cái mức độ hẹp của cái da quy đầu này thì người ta chia ra làm năm cái mức độ khác nhau ngoài ra người ta còn dựa vào hai cái thể sau đây để người ta phân biệt thứ nhất là hẹp da quy đầu bẩm sinh thứ hai là hẹp bao quy đầu do bệnh lý thì đối với lại cái bệnh hẹp bao quy đầu này đó thì đa số là chiếm tới 90% những cái bé trai sinh ra thì đều có hẹp bao quy đầu và đến 2 3 tuổi thì cái tỷ lệ này nó giảm xuống, nó chỉ còn khoảng 10% thôi. Đến khi mà trẻ trưởng thành thì nó lại giảm xuống chỉ còn khoảng 1 đến 2%. Đối với lại cái trường hợp mà mà sinh ra nó đã bị rồi thì đây không phải là bệnh lý nhưng mà cái hẹp này là hẹp sinh lý. Thì hầu hết là cái da quy đầu nó sẽ bộc lộ ra khỏi quy đầu và nó sẽ hết hẹp vào cái độ tuổi trưởng thành thương Ngọc Quyên thì đây là cái trường hợp hẹp bao quy đầu bẩm sinh Ở Trường hợp thứ hai là hẹp bao quy đầu mắc phải hay là hẹp bao quy đầu do bệnh lý thì đối với cái bệnh lý này thì nó chiếm rất là ít khoảng 1 đến 2 trăm thôi những cái trẻ này đó thì nó bị viêm nhiễm cái quy đầu thì khi mà viêm nhiễm mà mình không có vệ sinh mình không có xử lý tốt thì nó sẽ gây viêm và nó dính cái da quy đầu với quy đầu lâu ngày nó hình thành những cái sẹo cái sơ và nó hẹp cái quy đầu lại thì trường hợp này gọi là cái trường hợp mà hẹp bao quy đầu mắc phải hay là hẹp bao quy đầu bệnh lý thưa Ngọc Quyên. Dạ. dạ xin bác sĩ cho biết cái nguyên nhân mà gây nên hẹp bao quy đầu ạ. À? À, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, à, những cái nguyên nhân gây hẹp bao quy đầu đó thì như tôi đã nói ở phần trên, 90% cái nguyên nhân gây hẹp bao quy đầu là do bẩm sinh thưa Ngọc Quyên Chỉ còn lại khoảng 10% thì do bệnh lý Tức là do cái tình trạng viêm nhiễm ở cái vùng bao quy đầu nó gây sơ hóa cái da quy đầu lại nó gây hẹp lại hoặc là nó gây dính vào cái quy đầu nó làm cho hẹp thì đó là hai cái nguyên nhân chính gây nên cái hiện tượng hẹp bao quy đầu ở trẻ em dạ. dạ thưa bác sĩ hẹp bao quy đầu thì nó gồm có những cái triệu chứng gì ạ à, đối với lại các cái triệu chứng của hẹp bao quy đầu á, thì đầu tiên là mình nhìn thấy mình không có thể lộn cái da quy đầu nó ra khỏi cái quy đầu được đó là cái cụ thể nhất cái thứ hai nữa là chúng ta có thể lộn được nhưng mà cái mức độ nó lộn chỉ được một phần thôi à, Hoặc là những cái trường hợp hẹp bao quy đầu nhiều mà người à, cha mẹ không có vệ sinh cho bé tốt thì mình có thể thấy là cái quy đầu nó bị viêm nhiễm tại cái vùng da quy đầu nó có thể sưng bóng cái quy đầu lên Còn cái trường hợp mà à, trẻ mà nó cố tình nó tuột xuống mà nó bị gây ngán cái quy đầu thì nó có thể gây à, sưng tím cái vùng quy đầu mà thậm chí đã có những trường hợp không có cấp cứu kịp đó, thì có thể gây hoại từ cái quy đầu thương học à, mình cũng có thể là mình thấy khi mà trẻ nó đi tiểu đó mà đối với những cái trường hợp mà hẹp nhiều thì mình có thể thấy cái da quy đầu nó phồng lên do nước tiểu nó không có ra liền được mà nó ra một cái tia rất là nhỏ giống như một cái lỗ nhỏ vậy nó bị hẹp mà cho nên là nó cái tia nước tiểu nó ra rất là nhỏ nước tiểu nó không ra hết được ngay lập tức mà nó phồng nó sinh to lên cái cái da quy đầu lên đó là cái hiện tượng hẹp nhiều đó là những cái triệu chứng lâm sàng mà mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường được thưa ngọc quyên. Dạ thưa bác sĩ, vậy hẹp bao quy đầu có gây ra những cái biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Có thưa ngọc quyên, nếu mà mình không có xử lý được á thì nó có thể để lại rất là nhiều các cái biến chứng cho các cái bé trai và dạ. kể cả người lớn cũng vậy. Dạ. À, đối với trẻ con đó thì khi mà nó hẹp như vậy mà cha mẹ không có biết cách chăm sóc thì lâu ngày nó sẽ đóng những cái bợn sinh dục, dạ. rồi nó gây viêm nhiễm và do mình không có lộn mình rửa được nó là một cái nơi thích hợp để cho vi trùng nó phát triển yeah. do đó mà cái quy đầu của trẻ con nó thường viêm nhiễm còn đối với lại các cái trẻ lớn cũng như là người lớn rồi đó thì khi mà cái da quy đầu nó bị chít hẹp như vậy đó thì nó sẽ cản trở cái sự phát triển của cái dương vật nó có thể làm cho dương vật kém phát triển dương vật nhỏ và có thể là cong vẹn nó gây ra những cái di chứng rất là trầm trọng ở cái người lớn ngoài ra thì khi mà cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài như vậy đó thì nó có thể gây ung thư dương vật ngọc quyên và những cái người mà có gia đình rồi có vợ con thì có thể là làm lây nhiễm các cái bệnh lây qua đường tình dục cho cái người bạn tình của mình những cái người mà có sinh hoạt tình dục đó thì khi mà nó bị dư cái dao quy đầu hoặc là nó hẹp bao quy đầu như vậy thì người ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà người ta sinh hoạt tình dục và do đó nó cũng làm mất đi những cái cảm giác nó làm mất đi cái ham muốn tình dục ở cái người đàn ông và lâu ngày như vậy đó thì nó có khả năng là nó gây ra những cái biến chứng như là uh, suy giảm cái ham muốn tình dục và thậm chí là có những người bị rối loạn cương dương do cái hệ quả của cái việc mà viêm nhiễm kéo dài uh, do cái hẹp bao quy đầu nó gây ra thưa ngọc quy. Dạ. dạ, Xin bác sĩ cho biết các phương pháp để điều trị bệnh hẹp bao quy đầu. À. Đối với các cái phương pháp điều trị đó thì người ta chú trọng nhất là cái việc mà chúng ta điều trị bảo tồn. Yeah. Có nghĩa là mình phải tập nong cái da quy đầu cho bé. Khi mà mình tắm rửa cho bé hàng ngày thì mình sẵn có nước, có xà bông nó trơn thì mình tập, mình tập, mình tập mình tuột xuống như thế này, thế mình tập mình tuột mình nong dần dần xuống. Hoặc là mình dùng cái thuốc mỡ corticoid nó vừa là làm mềm cái da quy đầu của bé ra và nó tránh cái tình trạng viêm nhiễm thì mình cứ nong như vậy mình nong mình tập nong kiên trì, à, mình ngày nào mình cũng tắm cho bé hoặc là mình vệ sinh cho bé thì mình tuột nó xuống và mình tập nong cho bé. Nong mình nong kiên trì như vậy thì à, hầu hết các cái trường hợp chúng ta dùng cái phương pháp nong này thì nó có thể là nó bung cái dao quy đầu ra và khi mà trẻ lớn lên nó cùng với cái tuổi tác thì à, cái tình trạng hẹp bao quy đầu nó sẽ được giải quyết hầu hết là như vậy thưa Ngọc quyên. Yeah. Còn lại một số ít những cái trường hợp nó hẹp chít nhiều mà người ta dùng các cái phương pháp bảo tồn người ta tập nong người ta nong ra mà không được đó thì lúc đó chúng ta sẽ à, dùng cái biện pháp phẫu thuật theo ngọc quyên. À, thì ở trong bệnh viện đó người ta có những cái thiết bị chuyên dùng những cái ben chẳng hạn thì người ta sẽ hướng dẫn cha mẹ người ta nong ra rồi cho cha mẹ nhìn thấy cái cách nong như thế nào. Ở các cái y bác sĩ ở bệnh viện đó người ta sẽ à, tập nong tại chỗ để cho cha mẹ nhìn thấy cái cách nong ra sao thì người ta sẽ hướng dẫn cho cha mẹ thì cha mẹ sẽ về nhà và tự tập nong cho bé. À, còn à, đối với lại à, những cái trường hợp phải phẫu thuật đó thì à, nó cũng có hai cái phương pháp phẫu thuật. Một là cái phương pháp phẫu thuật à, thủ công tức là mình dùng bằng tay đấy Ngọc mình dùng dao mổ. Thì à, đối với cái trường hợp này đó thì à, mình giải quyết được hầu hết những cái trường hợp bị hẹp bao quy đầu kể cả những cái trường hợp nó có viêm nhiễm hoặc là có nhiều trường hợp mà nó bị ngắn cái dây thắng quy đầu đó ngọc quyên thì người ta sử dụng bằng tay người ta dùng cái phương pháp thủ công này thì người ta mổ rất là hiệu quả còn ngoài ra có một cái phương pháp mổ nữa bằng máy bằng cái dụng cụ đó ngọc quyên nó gọi là cái phương pháp stapler người ta sử dụng một cái dụng cụ người ta gọi là cái phương pháp stapler người ta đưa cái thiết bị đó vô nó giống như là một cái cái máy mình cứ tạm gọi là cái máy đi nhưng mà nó là một cái thiết bị nó có nhiều cỡ thưa ngọc quyên người ta tùy theo cái cỡ của cái dương vật người ta đưa cái thiết bị đó vô và người ta điều khiển người ta bấm ở trên thì nó sẽ cắt được cái bao quy đầu đối với cái trường hợp mà cắt bằng cái thiết bị stapler này đó, thì nó sẽ không gây đau đớn gì và nó cầm máu rất là tốt à, tuy nhiên nó chỉ có phù hợp với những cái trường hợp mà hẹp bao quy đầu đơn thuần thôi còn với những cái trường hợp mà có viêm sẹo dính vào cái quy đầu hoặc là có những cái trường hợp mà ngắn cái dây thắng thì à, sử dụng bằng phương pháp truyền thống tức là mình mổ bằng dao mổ bằng tay vẫn là cái ưu tiên hơn. Dạ. dạ, xin phép được hỏi một câu hỏi cũng hơi tế nhị ạ. đó là sau khi mà mình cắt bao quy đầu thì khoảng bao lâu thì mình có thể quan hệ tình dục được ạ? à? Thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán giả à, thông thường đó thì sau khi mà cái vết thương nó đã ổn định rồi thì mình có thể quan hệ được và cái thời gian trung bình thì khoảng một tháng là mình đã quan hệ tình dục được bình thường rồi thưa ngọc quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình à. kính chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe để tiếp tục đóng góp vào chương trình những cái kiến thức bổ ích cho cộng đồng. À. Dạ, xin cảm ơn ngọc quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh hẹp bao quy đầu ở bé trai. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.